Layer Zero gọi vốn khủng. Binance tiếp tục dính phất. Chúng ta có nên nhập hàng thời điểm này? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với 5 phút crypto. Và hãy cùng mình mổ xẻ những tin tức sốt dẻo nhất thị trường trong tuần vừa qua. Bitcoin đóng nến tuần cao nhất 10 tháng gần đây tại 28.170 đô. Altcoin thì vẫn đang giảm dần, chỉ pump mạnh ở một vài đồng cá biệt. Đầu tiên thì hãy cùng mình điểm qua những cơ hội đầu tư trong tuần này nhé. Dù là trong mùa beer nhưng mà có vẻ các quỹ và dự án vẫn đang hoạt động hết công suất. Mới đây, Layer Zero, dự án cross-chain làm về cơ sở hạ tầng, giúp kết nối các blockchain Layer 1, đã gọi vốn thành công thêm 120 triệu đô từ các tên tuổi lớn, dẫn đầu là A16Z. Vòng gọi vốn này giúp dự án định giá 3 tỷ đô và lọt vào mắt xanh của rất nhiều anh em cày airdrop. Nếu bạn đã bỏ lỡ Arbitrum thì đây có thể là cơ hội giúp bạn sửa sai. 5 phút crypto đã có bài post hướng dẫn cày airdrop Layer Zero, tham khảo ngay đường link bên dưới nha. Bạn nào mới mà chưa biết cày airdrop như nào thì hãy comment bên dưới ngay để cho 5 phút crypto được biết. Số lượng nhiều thì mình sẽ sản xuất ngay một video hướng dẫn anh em luôn. Anh em hãy trải nghiệm và sử dụng dự án như một cái người dùng thật để mà tăng được khả năng nhận airdrop 1000 đô ở trong tương lai nhá. Tiện đây thì mình cũng điểm qua một số kèo có khả năng airdrop, bao gồm các dự án Layer 2 như là ZKSyn, Stockness, Base, Mantle hay là Tyco. Một số dự án khác bao gồm Layer Zero, SpaceID, Ethermel, 5Chain, CyberConnex hay là OpenSea. Anh em nhớ này, những dự án này không quan trọng số lượng, chỉ quan trọng chất lượng thôi. Nên chỉ cần làm ít nhưng mà kỹ, thay vì cheat hack hay là lập quá nhiều tài khoản. Hiện tại những cái dự án họ rất giỏi trong cái việc kiểm tra là bạn có cheat hack hay là spam tài khoản không. Các tin tức về những kèo airdrop khủng sẽ được cập nhật rất nhanh ở trên Twitter của 5 phút crypto. Nhớ bấm follow để không bỏ lỡ bất cứ một kèo ngon nào nhé. Gần đây, Coinlist cũng úp mở về một sự kiện diễn ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2023. Nhiều tin đồn cho rằng Sui sẽ chính thức mở bán token lần đầu vào ngày này. Tuy nhiên thì vẫn chưa có thông tin cụ thể. Sui thì được cộng đồng rất mong chờ kể từ airdrop của Aptos. Nhưng mà trái lại với mong đợi của cộng đồng thì đội ngũ Mission Lab đã khẳng định một lần nữa rằng sẽ không có airdrop cho Sui. Liệu anh em cày airdrop có được hái quả ngọt hay không thì hãy chờ vào ngày 2 tháng 5 nhé. Sau đây là thông tin tài trợ từ một nền tảng gaming blockchain, giải thưởng EZR Award giống như giải Oscar trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Và đó là một tiêu chí mà người chơi có thể tham khảo, bởi vì nó phản ánh chất lượng của những nền tảng giải trí trực tuyến này. Giải thưởng này được trao cho các dự án game thiết lập được tiêu chuẩn an toàn cho người chơi. Và đây, dự án gaming blockchain này đã giành được giải thưởng cho sự đổi mới. Bên cạnh việc kiểm tra các giấy phép hoạt động, người chơi đừng quên kiểm tra cả giải thưởng quốc tế của những tựa game mình tham gia để chọn được những nền tảng game uy tín và an toàn. Mới đây, CZ và Binance lại tiếp tục bị kiện bởi một công ty luật ở Florida. Công ty này đã cáo buộc Binance bán chứng khoán chưa đăng ký và đòi bồi thường 1 tỷ đô cho những người bị hại. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 4 tháng 4, tin đồn về việc CZ bị Interpol truy nã xuất hiện khắp các mặt báo. Ngay lập tức, chính chủ đã phải đăng tweet để trấn an cộng đồng. Đây chỉ là ảnh Photoshop thôi, mọi người đừng có lo. Theo một số thuyết âm mưu thì đây có thể là bước tiếp theo trong cuộc tấn công của các bên pháp lý nhằm vào sàn Binance. Một số khác thì cho rằng đây chỉ là tin phất để gom hàng thôi. Chưa hết, mới hôm qua, Binance lại tiếp tục đón gió lớn khi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ASIC thông báo hủy giấy phép hoạt động đối với hoạt động kinh doanh phái sinh của sàn Binance. Các hoạt động giao dịch spot thì vẫn diễn ra bình thường. Ngay sau đó, CZ đính chính thông tin là Binance tự nộp đơn xin dừng chứ không phải bị cấm. Giá BNB vẫn đi chắc như đinh đóng cột từ vùng 310 đến 320 đô. Mình cũng đã để ý các đợt sập gần đây của Bitcoin. Đồng BNB thường được dự giá rất tốt, sập ít hơn Bitcoin và hồi cũng rất nhanh. Theo anh em thì đây có phải dấu hiệu mà chứng tỏ BNB đang được gom hàng hay không? Ok, giờ thì chúng mình cùng điểm qua những tin vĩ mô trên thế giới thôi nào. Kinh tế thế giới mở màn đầu tuần với một thông tin khá tiêu cực. OPEC cộng đã thông báo tự nguyện giảm sản xuất và mục tiêu giảm hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Trong đó, Ả Rập Saudi sẽ giảm 500.000 thùng mỗi ngày từ tháng 5 đến hết năm. Điều này được xem là nước đi giúp nâng giá dầu lên 80 đô một thùng đến từ các nước thuộc OPEC cộng. Và điều này được Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các chính sách của Fed. Việc giá dầu tăng sẽ gây khó khăn hơn cho Fed để kiềm chế lạm phát theo kế hoạch. Biến động này có thể khiến Fed kết thúc năm nay với lãi suất 5,625%. Tức là sẽ tăng thêm một đợt nữa. Các chỉ số vĩ mô thì cũng không được khả quan lắm khi mà mới đây, chỉ số sản xuất công nghiệp Mỹ trượt dốc tháng thứ 5 liên tiếp, thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020, thời kỳ đáy của Covid. Thật là khó khăn cho Fed khi phải lựa chọn giữa việc tăng lãi suất để đẩy lùi lạm phát hoặc giữ vững nền kinh tế, cứu các ngân hàng khỏi bị đổ vỡ. Chúng ta sẽ cùng phân tích về tài sản của Fed trong khoảng thời gian gần đây. Hãy nhìn một chút vào biểu đồ tổng tài sản của Fed. Tài sản chủ yếu của Fed là công trái phiếu,
tức là đường này càng tăng thì Fed càng in nhiều tiền. Tính từ thời điểm những năm 2000 đến nay, tuy có lúc điều chỉnh đi xuống, nhưng toàn cảnh thì lượng tiền đã được Fed in ra rất nhiều và không có dấu hiệu dừng lại. Zoom mạnh vào khoảng 5 năm trở lại đây, chúng ta có thể thấy rõ phần tăng mạnh vào khoảng tháng 4 năm 2020. Sau đó tiếp tục tăng và giảm dần tới mùng 8 tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, đường này lại tiếp tục tăng mạnh khi Fed cho phép các ngân hàng đem công trái phiếu đến Fed để đổi lấy tiền về. Đây là lúc chính sách bơm tiền cứu ngân hàng được thực thi. Sau đó vào ngày 22 tháng 3, đường này lại tiếp tục giảm cho thấy nhu cầu tiền mặt của ngân hàng đã chậm hoặc dừng lại. Ngân hàng đã dần ổn định và giảm các nguy cơ về khủng hoảng. Fed đã có thể yên tâm quay trở lại và tăng đà lãi suất. Theo bài tweet mới nhất của Thomas Lee, một chuyên gia phân tích tài chính đang làm cố vấn cho nhiều chương trình nổi tiếng của đài CNBC, đã chỉ ra rằng chỉ số S&P 500 đã tăng 2 quý liên tiếp. Điều này chưa từng xảy ra trong một mùa bear. Theo ông, rất có thể thị trường đã tạo đáy vào năm ngoái. Từ đây, thị trường có thể bắt đầu của một chu kỳ tăng. Ngoài ra thì chỉ số DXY trong khung tuần đã vào trend giảm. Kể từ khi đạt đỉnh vào khoảng tháng 10 năm ngoái, DXY đã liên tục giảm sâu và đạt 101 điểm ở thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên thì mọi tiên đoán chỉ mang tính tham khảo. Quan trọng nhất là khi thị trường lên thì bạn có coi để bán không? Và khi thị trường xuống thì bạn có tiền để mua không? Hãy chuẩn bị sẵn kịch bản cho hai trường hợp này nhé. Nếu anh em lạc lối nhưng vẫn muốn kiếm tiền từ trading, hãy tham gia ngay group trading premium của 5 phút crypto nhé. Group share những kèo có tỷ lệ thắng cao, hướng dẫn chi tiết cách giao dịch và mang lại hiệu suất tốt nhất. Ai cũng có thể bắt đầu vì nó hoàn toàn miễn phí. Link đăng ký ở phần mô tả nhé. Một số tin vắn đáng chú ý: Raka raise thành công 30 triệu, trong đó có 16 triệu đô đến từ DWF Lab dùng để mua trực tiếp token. Sau tin này thì Raka đã dựng cột ngay 20%. Liệu ngày về bờ của các anh em Raka có còn xa không? MicroStrategy đã mua thêm 1.045 BIP với giá 29,3 triệu đô. Mức giá trung bình là 28.016 đô trên một Bitcoin. Đợt gom này nâng tổng số Bitcoin công ty này nắm giữ lên đến 140.000 Bitcoin, tương đương với 4,17 tỷ đô, với giá trung bình là 29.803 đô trên một Bitcoin. OpenSea triển khai OpenSea Pro cạnh tranh với Blur, mở free My NFT cho users. Đây được xem là nước đi tiếp theo giúp OpenSea thu hút users và trở lại vị trí top 1. Khả năng sàn này sẽ erode khủng, anh em nhớ theo dõi nhé. Trụ sở BlackRock ở Paris bị người biểu tình Pháp chiếm giữ vào chiều ngày 6 tháng 4. BlackRock là tập đoàn hiện tại đang nắm giữ khoảng 10.000 tỷ đô tài sản. Đây được xem là giọt nước tràn ly sau khi Thượng viện Pháp thông qua dự luận nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 và người lao động phải có ít nhất 43 năm làm việc. Vậy là các thông tin nổi bật nhất đã được truyền tải đến các bạn. Bạn sẽ chọn nhập hàng hay đợi thêm một cú sập nữa? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Một lần nữa, tất cả nội dung trong video đều mang tính tham khảo thôi, không phải lời khuyên đầu tư. Chúng ta là những nhà đầu tư thông minh, hãy tự đưa ra quyết định cho bản thân. Chúc anh em có một đời sống tài chính bình an. Xin chào.